Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Thì mình là Sikao đây. Ngày hôm nay Yo trang phục khủng long nhá. Hôm nay mặc cái bộ trang phục như thế này cho nó đáng yêu. Wow. Yo các ông ơi, hôm nay được Garena tặng cho 28.500 kim cương. Phê anh em ạ. Tuyệt vời ông mặt trời luôn ạ. Nhận thôi. Úi ôi. Cái này là 15 thẻ tạo phòng à? Thế là chuẩn bị có cút tâm cho anh em chơi rồi. Được thật sự nhờ. Ê, 28.500 kim cương thì tôi sẽ làm gì đấy cơ? Đầu tiên nhá, hôm nay kẹo sẽ mở full thẻ vô cực nhá. Được chưa? Anh em đã sẵn sàng chưa? Xem qua một xíu thẻ vô cực mùa này đi. Ngầu vãi. Được thật sự không ạ? Xuất sắc. Ok, gói thẻ vô cực đây. Có hai gói. Gói thường với lại gói đặc biệt không ạ? Chắc chắn là tôi sẽ mua gói đặc biệt rồi. Đang được giảm giá 41% cơ mà. Mua luôn không ạ? Yeah, xuất sắc. Ok. Ten. Gậy xiềng xích. Xịn sò luôn. Wow, thẻ vô cực mới có skin xe thính địa ngục này. Ai cán qua toàn bộ đối thủ à? Rồi. Phê thế mọi người. Nữa này. Mà xịn ghê nhờ. Ui, cái này là bộ trang phục dành cho những bạn nữ cá tính nhờ. Phê vai không nhờ. Rồi bây giờ nhá, nếu mà mở hết cái bộ cuối cùng đi. Tôi hôm nay tôi sẽ mở hết thẻ vô cực mà mọi người. Chính xác là chỉ cần thêm 175 huy hiệu thôi. Let's go. Nhận thưởng thôi nhở. Lúc nãy mình nhận đến đâu rồi ấy? Lúc nãy mình nhận được cái bộ trang phục này thôi mọi người ơi. Tiếp nữa thì chúng ta có cái ván khải huyền này. Được luôn. Wow, xịn sò nhá. Ván khải huyền đây rồi. Tuyệt vời. Ok. Chúng ta đến với gì đây mọi người? Ui ôi. Ơi, hành động mới. Ngầu luôn. Hành động quăng dây mọi người ạ. Yo. Chúng ta để xem là có món nào xịn không nào mọi người nào. Đây. Ván chất độc luôn. Một cái ván lướt khác mọi người ơi. Cũng xịn không kém. Oh. Yo. Trông có mấy cái hiệu ứng trông kiểu bá đạo vai. Được, tôi thích cái ván này không ạ? Ơ, được tặng một đá chế tác này. Ngon ơi, được thế thì còn gì bằng nữa. Ơ, cái này là ba lô đúng không? Ba lô kỵ sĩ khải huyền. Uầy. Câu nhìn đến mùa nào thẻ vô cực mà ba lô nó lại xịn như này chưa? Ôi, xuất sắc, nhận luôn, ờ. Phê vãi. Tí tôi sẽ trang bị hết luôn không ạ? Đây, bộ trang phục cuối cùng đây. Gói linh hồn chiến trận đây. Yo, xịn sò luôn. Nhận thưởng. Đấy, hôm nay được Gardena bất ngờ tặng kim cương. Phê nhở câu nhở. Xịn luôn nha. Ai. Bây giờ để mình đổi đồ đã anh em ạ. Đây cái gói đây. Gói này mở thôi. Cái bộ trang phục cho nam đây đúng không? Rồi nhá, xịn sò. Tôi sẽ mix thêm một cái kính nữa cho nó VIP boy ấy công ạ. Cái này được không? Ui cái này trông đéo hợp lắm công ạ. Cái kính đen bình thường thôi. Xuất sắc nha. Còn lý do một số anh em hỏi là sao anh lại cắt tóc cái kiểu này. Ai. Thật ra thì anh khá là thích kiểu tóc của Big Daddy trong Mượn Rượu Tỏ Tình. Thế nên là copy phiên bản Z11 không ạ? Hay là chắc là phiên bản Super Fake thôi. Ok, thế thì sưu tập đi.
Sưu tập chúng ta còn cái ba lô mới nữa mà. Đây đúng không? Đây đúng không? Trang bị luôn. Chúng ta có cái ván lướt nhá. Cái ván lướt mới thì nó cũng cũng ở đây thôi. Có hai ván. Tôi sẽ lựa chọn cái ván màu đỏ rồi. Phương tiện này anh em nhá. Bao nhiêu lâu nay Free Fire chưa có skin Monster Truck, lần này sẽ là skin Monster Truck nha. Xe thính địa ngục. Úi quá, nhìn sướng quá, đẹp 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 mọi người ơi. Có hành động nha, để chắc là mình phải bỏ đi cái gì đấy ấy. Bỏ đi cái hành động nào để thêm cái kia vào thôi mọi người ơi. Ui, toàn hành động kiểu kiểu mình thích cả mọi người. Chắc mình bỏ cái này đi nhá, xong rồi thêm thêm cái mới đi. Được rồi anh em, đây là hành động mới nhá. Wow, xịn xò luôn nè. Úi, kiểu kiểu quăng dây ấy mọi người. À được rồi, bây giờ nhá thì còn chần chừ gì nữa. Chiến game thôi anh em. Ê, kiếm con xe Monster Truck mới tôi sẽ review cho anh em nhá. Let's go nào. Đúng vai. Chết mẹ rồi. Sao rồi xem, tôi chạy tí tôi phải xong chờ xe thính mà mọi người mà có skin Monster Truck mới. Ok chưa? Đó. Ơ mà, không biết là mình trang bị chưa nhở? Nàn ý. Thôi thôi. Mong là mình trang bị rồi ấy. Mình mà chưa trang bị thì toang mẹ luôn các bạn ạ. Ui, cái gì ấy nhỉ? Ba lô mới, ba lô mới. Cái này là ba lô 2 thôi. Trông xịn vãi luôn mọi người ơi. Ít ra là trông nó không kiểu bị xoay tròn xong chói mắt như như cái ba lô thẻ vô cực một trước á mọi người. Rồi. Nhiều đồ vậy. Tôi nghĩ là tôi không chết sớm đâu mọi người yên tâm. Nhá. Đây rồi, nó phải như thế nhá, không nhá. Tôi thấy một thằng nó chạy bên kia rồi. Bình tĩnh nào người anh em, mình không không có gì phải vội đâu. Tôi vẫn đang ở đây mà, người anh em. Từ từ không ạ. Ui, anh Thái em Thái. Nếu hiểu sao bắn ghê vậy. Bình tĩnh nhá, anh. Lắng nghe từng chân, lắng nghe từng chân. Ui cày. Oh my god. Cày cú vậy. Tôi kiếm chỗ nào nhảy an toàn. Tôi không nhảy thung lũng ở đâu. Tôi sợ chết lắm. Hôm nay kiểu đông quá mà thế nào chúng nó bắn ghê vãi. Hai. Sổ mẹ khu dân cư đi cậu ạ. Đông nhưng mà chắc là bên này nó vẫn kiểu thoải mái hơn thung lũng mọi người ạ. Thung lũng thì nó đông theo theo một cái mức mà kiểu what the fuck man. Khu vực dã ngoại. Ui. Tôi nhầm. Nhỡ mồm anh em. Nhỡ mồm. Bỏ mẹ ơi. Nhưng mà anh em yên tâm đi. Lúc nãy là tôi mới chỉ khởi động, còn bây giờ thì anh em cứ tin tưởng ở tôi nhá. Công công cứ tin tưởng ở tôi đi. Tôi nói không không có sai đâu mà. Rồi, ok. Yes. Thằng nào nhảy gần tôi đấy. Mẹ mày. Đùa bố mẹ. À thế à. Thằng này. Tôi phải cho nó sắc con nhà bà Định luôn công ạ. À thế à, thằng danh con này. Từ từ cậu, tôi cho thằng danh con này. Nó đang nhảy ở đây thôi. Mày chết chắc của con. Ui thằng nào đấy. Nóc nhà. Hay ở đâu vậy? Tôi nghe nó cứ chạy quanh đấy nhỉ. Không phải nó chạy rồi. Hơi toan không ạ. À cái súng này không nạp được đạn. À, nó xuống rồi đúng không? Mày chạy à? Mày chạy với anh mà được à? Từ từ không? Ui ui ui, mấy anh ơi, mấy anh bình tĩnh nào. Em hôm nay em không muốn bắn nhau đâu, em chỉ muốn kiếm con xe Monster Truck thôi để em review cho các bạn xem ấy. Nên là thằng áo cam. Ôi rồi, người anh em hãy cứ bình tĩnh nào. Chúng ta là những người anh em thiện lành mà. Anh đứng. Cẩn thận nó bắn tôi chết đấy cậu. Cẩn thận bắn tôi chết đấy chứ. Mày shotgun ở tuổi tuổi cho xin cái tuổi. Yeah. Cái súng điện lở vãi mà chắc thằng này chơi ngu anh em, thế tôi vẫn ăn được nó nhá. Đó, được có shotgun đi. Mặc dù không không quen chơi shotgun cho lắm nhưng mà cũng cũng phải đổi thôi chứ không lấy cái gì mà chơi. Đó. Rồi nha. Được luôn nè. Ok. Mình lấy cái Scar đi nhá. Hợp lý. Ui có người ở trên, có người ở trên à. Chết con mẹ mày rồi nhá. Bây giờ tôi sẽ ra đây này. Tôi ra đây tôi bắn được qua cửa sổ mà. Mày đéo sống được lâu đâu. Nó mà ngồi canh là tôi cho nó xác định luôn nhá.
Chết rồi con, chết rồi con. Ngu con. Hay. Oh. Bảo rồi không nghe cơ. Ui rồi ôi. Anh không biết nói tiếng Hàn Quốc, chỉ biết nói xa ra. Thế yo yo. Simple love yo. Simple love yo. Simple love 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 love. Yêu vãi nhở thanh niên này. Ui. Rồi, nhiều đồ xịn ghê các ông ạ. Bây giờ chắc là tôi phải đổi qua súng tủ của tôi thôi. Cái tiểu liên á, đổi qua cây này nha. Ơ nhưng mà đạn đạn súng trời nhiều quá, sao chơi à? Vứt xác ớt. Tí nữa tôi vứt mất trái bông keo. Cậu ông ơi, cái chảo nữa, che mông. Đó, chảo đỡ đạn, tốt hơn dao mà. Có xe xanh rồi cậu ông ạ, bây giờ chỉ cần là chờ thính rơi thôi. Thính thì chắc là nó chưa rơi đâu, cậu ông ạ, phải chờ tí nữa cơ. Tí nữa kiểu bom một đang thu lại là có thính rơi đó. Cái này tôi không rõ nữa nhưng mà đi, giờ là chúng ta lên đường, đúng không? Lên đường thôi, kiếm môn tôi chắc nào. À, thằng này được. Mẹ mày, đùa bố mẹ. Ui cái đi, cáu vậy. Nếu hiểu sao mà ghê quá. Hôm nay chắc chắn là mình sẽ kết thúc cái video này tại đây. Ôi, tôi rảnh tôi kiếm con xe mô tô chắc cái mà mấy hôm nay chơi căng quá, tôi tưởng là đéo bán được cơ, tôi lấy xe kiểu nghệ vãi nhưng mà. Giờ tiếp. Giờ thì bye bye anh em và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo. Nếu như các bạn thấy nội dung trên kênh của Si Kẹo hay, đừng quên đó là hãy nhấn nút like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nhé. Giờ thì tạm biệt anh em. Bye bye.